Tôi có cái kết quả tài chính của đại hội kỳ 12, nhưng mà chuyện đó có quả chuyện của tôi, để anh Nguyễn Phán và quý vị trong hội sẽ trình bày với quý vị. Xin mời anh Nguyễn Phán, anh ngồi đó đi, anh muốn đứng đây, anh ngồi đi. Thưa tất cả quý quan khách, thưa anh Phương MC, thay mặt HFO, tôi xin công bố có tiền thu chi của đại hội 12. Trước hết, một cách tổng quát, số tiền thu được là 525.406.55 đồng. Tiền chi là 117.535.32 đồng. Tiền còn lại để gửi cho với binh là 407.871.23 đồng. Bây giờ phần quan trọng là chúng tôi đi vào chi tiết về chi. Thì ở đây màn ảnh các quý vị cũng đã thấy, tuy nhiên ở đây màn ở đây live show rất là tổng quát, ở đây tôi sẽ nói về rất là chi tiết. Xin phép cho tôi ngồi. Thứ nhất về chi là, thứ nhất là chi cho TV production là 16.731 đồng 50 sen. Ở đây tất cả các toán nhân viên để phục vụ cho thu hình và phát hình hôm đó, cho TV 24 Production thực hiện. Tiền tặng ca sĩ là, đây tôi xin nói thật rõ là tiền tặng cho 55 tiết mục văn nghệ và MC. Tiền in poster player brochure là 14.161 đồng 41 sen. DVP printing size là thực hiện cái đó. Mục thứ tư là hàng rào, lèo nhỏ, toilet, sân khấu, hai máy phát hành và ba lều lớn, tổng cộng là 10.866 đồng 56 sen. Ở trên đó quý vị thấy rất là vắng tắt, tôi nhắc lại là gồm có hàng rào, lều nhỏ, các lều nhỏ để thực phẩm cũng như cho những cái ghi danh, và sân khấu, hai máy phát điện và toilet và ba cái lều lớn để cho khán giả ngồi xem. Phone equipment là 9.862 đồng 97 sen, là do AT&T Lara Production thực hiện. Food trong ngày đại nhạc hội là 6.128 đồng 90 sen, trong đó gồm có Costco mua bao bì và baguette và của Quốc Việt. Tiền trả cho 4 ban nhạc là 4.800 đồng, ban nhạc Moonflower, Anh Tài, Soldier và Trúc Sinh. Âm thanh là gồm có trả cho âm thanh gồm có 4.800 đồng, Soldier, Anh Trúc Sinh, Lan Phạm Anh Vũ. Phong bì, poster và banner là 2.975 đồng, CD Media, trả cho CD Media. Trả tiền cho nhân công để mà set up và clean up cho cái hiện trường trong lúc thực hiện cái đại nhạc hội là 2.720 đồng. Tiền security là 2.532 đồng. Và tiền thuê ba trailer là 2.550 đồng. Và 1.000 lá cờ Việt Mỹ là 2.520 đồng. Thông báo đài, báo chí, vân vân, gồm có 2.330 đồng, gồm có Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, Digital Sài Gòn. Truyền cho mua vé máy bay, xe và hút và khách sạn cho ca sĩ là 2.115 đồng 55 sen, là Southwest, Westwood Motel, Six, vân vân. Tiền cho credit card là 1.665 đồng 09 sen, Merchant Services. Tiền thuê trường học là 1.300 đồng, gặp đăng ký Unified School District. Insurance cho đại học Cảm ơn Anh 739 đồng, State Farm Insurance. Và insurance cho trường học tổng quát cho ngày tổ chức đại hội là 604 đồng, RVNA. STEM 563 đồng 77 sen, là bưu điện. ID Bank và Ledger là 427 đồng 05 sen, là Kenny Production Inc. Banner để thực hiện các banner là 152 đồng 22 sen, Staple. Khăn ba sọc đỏ là 100 đồng.
trả cho Nguyễn Khai Trì. Thuê Lư Hương là 65 đồng, Mai Công Kiếp, chuyện bên chợ, những cái chết lũng, những chết mà gửi vào mà không có tiền bỏ chứng là Uniband, phi chợ là 27 đồng, Stationery là 2 đồng 17, đã cho ta ghét. Như vậy tổng cộng tất cả tiền chi là 117.535 đồng 32 xe. Thế đây là phần chi đã chấm dứt. Tiền ca sĩ tôi nói rồi mà. Tôi nói rõ là tiền ca sĩ đây là tiền trả cho 55 tiết mục văn nghệ và cảm ơn gì tôi đã nói rồi vừa rồi. Phải đúng mà. 55 tiết mục văn nghệ. Dạ dạ. Tức là tiền này á, để nói rõ là tiền này là hội tặng cho các ca sĩ như một gift, như một quà tặng chứ không phải trả. Nhưng nghĩ trả không đúng bởi vì ca sĩ là vô giá. Cho nên mình phải nói rõ vậy, đây là quà tặng ban quà hội ô tặng cho một mỗi tiết mục là 300, nói rõ như vậy. Mà 55 tiết mục tặng MC là gồm có 16.500 đồng. Và phần của tôi là đây là chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phó Hội trưởng Nội vụ Nguyễn Phán đã trình bày chi tiết. Và chắc chắn những cái chi tiết của ông trình bày thì chúng tôi nghe qua nó từ tay trái nó qua tay phải. Và tôi thì may ra giữ được từ vì tay trái nó học hoàn toàn, nó không qua được nữa, nó nằm ở bên tay phải. Nhưng mà quý vị có thể theo dõi trên kia để hiểu rõ. Và nếu quý vị không có những cái gì thắc mắc về phần chi tiêu ấy, thì chút nữa quý vị sẽ đặt câu hỏi. Nhưng mà từ chung ấy, thì tôi thấy cái trên báo cáo của ông là cái số tiền mà ân nhân đóng góp, hai cái nguồn mà mang lại lợi tài chính nhiều nhất đó là tiền ân nhân đóng góp trong ngày đại hội và tiền ân nhân gửi về qua hội, qua địa chỉ của hội. Còn cái tiền credit card thì chỉ có 43.000 thôi. Còn cái tiền mà bán vé trong ngày đó chỉ có khoảng 32.000 hơn một tí, chứng tỏ là mình bán được 10 đồng một vé thì được 3.200 vé thì cũng là tốt, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị thể nào có những câu hỏi về những cái chi tiết khác về vấn đề chi tiêu thì bao giờ cái tiền này là tiền xương máu của anh em thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, thành ra chúng ta phải minh bạch và rõ ràng để quý vị sau khi ở đây về, quý vị có những người nào thắc mắc quý vị cũng rành rẽ như hội HO cứu trợ thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa để giải thích cho họ. Thế nên để nói là tôi nghe nói nhưng mà tôi biết chắc chắn như vậy để khỏi có sự đánh phá. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin được giới thiệu đến quý vị ông Phó Hội trưởng Ngoại vụ Nhan Hưu Hậu. Ông sẽ trình bày về diễn tiến việc gửi tiền và việc cứu sát hồ sơ của thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính mời anh Hậu. Xin kính chào quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi là Nhan Hữu Hậu, hội trưởng hội phó của ngoại vụ của hội HO cứu trợ thương phê bình. Dạ. Thưa quý vị, trước hết tôi xin thông báo cùng quý vị hãy nghe trong cái hội trường lắng nghe tổng số thương phê bình mà hiện có trong cái sổ của hội HO chúng tôi hiện tại bây giờ là 13.204 thương phế bình. Bởi vì tôi đã trừ ra trong năm 2019 có được là 3.470 người đã từ trần. Do đó mà cái tổng số mà của hội hiện tại còn có 13.204. Thưa quý vị, về quả phụ thì chúng tôi có là 4.150 quả phụ hiện bây giờ chúng tôi vẫn trợ cấp. Dạ. Về những kế tiến về cái lịch trình mà để
gửi tiền